cái game này á là game của cá mập. Bạn nên nhớ chúng ta là cá con, ta bám. Khóa học chúng ta học gì vậy? Bám. Bám đuôi cá mập để làm game cá mập. Cho nên á, cá mập nó sẽ như này, nó đạp thị trường xuống rất sâu để nó ăn, nhưng xuống đủ sâu để vẫn còn sống. Bởi vì đạp thị trường mà đạp quá chạy hết. Mà đây cái game này ăn nhiều tiền không bạn? Trời, game này ăn rất nhiều tiền, cho nên anh em chạy hết rồi, uống mình ăn gì vậy? Cho nên đạp thì đạp sâu vừa vừa thôi, đạp đủ để những anh em nào non tay nhất thì các anh em chết trước hết. À, còn những bọn nào đi như bọn CSC thì thôi, cái bọn này á, nó cũng mặt vảnh thôi, nó cũng chỉ có một cái hội mấy ngàn người thôi, mà trên thế giới chúng ta có hàng trăm triệu nhà đầu tư là đúng không bạn? Cho nên thôi, cứ để cho bọn nó ăn nó cũng được, không sao hết. Nhưng mà cuối cùng cái game nó vẫn là mùa này là mùa làm sao cho tất cả những ai yếu ống vía buông tay. À, cho nên nếu mà bạn là nhà đầu tư á, mà bạn mùa này mà cắt lỗ thì cá mập là như nào bạn? Là sướng nhất, bởi vì đây cá mập chỉ mong có nhiêu đó, cá mập chỉ mong có nhiêu đó chuyện thôi hết.